huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sẽ thay máu triệt để đội tuyển Việt Nam. Văn Lâm lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên trưởng Hàn Quốc. Huấn luyện viên Kim Sang-sik học gì thầy Park và ông Chu Xie? Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sẽ thay máu triệt để đội tuyển Việt Nam. Dù cho đội tuyển Việt Nam chưa thể tập trung, nhưng kỷ nguyên mới của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik hiện đã bắt đầu khi mà ông đến sân xem V-League để có thể đánh giá cầu thủ và có được hình dung bước đầu về trình độ thực sự của bóng đá Việt Nam. Tính toán của ông Kim: tôi đã dõi theo bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá Đông Nam Á nói chung từ 20 năm về trước. Ông Kim Sang-sik trả lời báo Thanh Niên trong buổi lễ ra mắt trên cương vị là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam hôm ngày 6 tháng 5. Dù đây có thể là chia sẻ có phần xã giao, vốn là nét đặc trưng của những nhà cầm quân quảng giao đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, thế nhưng có thể tin là huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã tìm hiểu bóng đá Việt Nam tương đối kỹ càng trước khi ông đặt bút ký hợp đồng. Chọn bến đỗ mới sau 14 năm gắn bó với câu lạc bộ Gyeongbok Hyundai Motor đòi hỏi là ông Kim cần phải tính toán một cách cẩn thận. Ông cũng nhấn mạnh đã xem băng hình của đội tuyển Việt Nam và hiểu rằng cầu thủ cần phải cải thiện điều gì. Tuy nhiên, xem băng hình không thể bằng trực tiếp đến sân để mục sở thị, trực tiếp quan sát cầu thủ thi đấu, bởi có những phẩm chất của họ toát ra từ những điểm nhìn mà máy quay lại không thể chạm tới được, đòi hỏi nhà chuyên môn sẽ phải quan sát bằng mắt thường. Đây là lý do mà ông Kim Sang-sik không nghỉ ngơi khi vừa tới Việt Nam, mà đã ngay lập tức đến sân Hàng Đẫy xem trận thể công Viettel gặp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó thì ông đến xem trận đấu giữa câu lạc bộ Nam Định và câu lạc bộ Bình Dương, sân Thiên Trường, rồi tới Hàng Đẫy xem thể công Viettel đấu Hà Nội. Ông Kim Sang-sik và trợ lý chọn 3 trận đấu trên bởi những đội bóng tham gia đều sở hữu nhiều thành viên đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Với đội Hà Nội và thể công Viettel là trên dưới 10 cầu thủ, chiếm phân nửa quân số cầu thủ trên đội tuyển quốc gia. Với Bình Dương là những cầu thủ trẻ tài năng bên cạnh bộ đôi là Tiến Linh, Ngọc Hải có nhiều năm khoác áo đội tuyển. Còn với câu lạc bộ Nam Định thì đó là mỏ đá quý chưa khai thác, khi mà dù đang dẫn V-League nhưng lại chỉ có Văn Toàn được tin dùng dưới thời ông Chu Xie. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ là không thất vọng khi theo dõi các trận đấu. Điều mà tôi ấn tượng nhất đó là tinh thần thi đấu quyết tâm của họ. Bước đầu tôi cũng đánh giá được họ có ưu điểm gì, song tôi muốn nhấn mạnh là dù cầu thủ ở thế hệ nào thì cũng cần phải có nền tảng bước đầu, thể hiện năng lực cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu để được lựa chọn. Tôi đã có vài cái tên ưng ý ở trong đầu, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ. Lăn lộn trong làng bóng đá Hàn Quốc ngót 2 thập kỷ, ông Kim Sang-sik luôn mang phong cách tận hiến kỷ luật và bền bỉ kể từ khi còn là cầu thủ đến lúc ngồi ghế huấn luyện viên trưởng. Có một thống kê đáng chú ý là 44% số bàn thắng mà Gyeongbok ghi được ở mùa giải 2022 dưới thời ông Kim Sang-sik đến ở nửa sau hiệp 2. Chiến lược gia người Hàn Quốc luôn thúc đẩy cầu thủ cần phải nỗ lực đến cùng và thể hiện một tinh thần máu lửa không buông bỏ. Đó là phẩm chất mà ông muốn tận mắt chứng kiến ở học trò. Ai đáp ứng được sẽ mở rộng được cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Ai ghi điểm về huấn luyện viên mới? Huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định là ông luôn tôn trọng quan điểm và thành tựu của người tiền nhiệm, nhưng bản thân ông thì sẽ đi con đường riêng. Tư duy tiến bộ, cởi mở và một cá tính mạnh mẽ của huấn luyện viên Kim đã đưa ông vào bóng đá Việt Nam nên duyên. Huấn luyện viên Mai Đức Chung, phó chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quốc gia, người đã tư vấn cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam chọn ông Kim Sang-sik, nêu quan điểm nếu như muốn thành công, ông Kim Sang-sik sẽ cần phải hiểu nền tảng bóng đá Việt Nam, thích ứng tốt, cầu thị nhưng cũng cần phải có chính kiến và quan điểm chiến thuật một cách độc lập. Ông Kim Sang-sik sẽ có con mắt nhìn người khác với huấn luyện viên Park Hang-seo hay là Chu Xie. Bởi vậy, chủ đề ai lọt vào mắt xanh của ông Kim sẽ rất thú vị. Trong 3 trận đấu mà huấn luyện viên Kim Sang-sik theo dõi trực tiếp, đã có những cái tên gây ấn tượng, đó là Hoàng Đức với pha đặt lòng gọn gàng đưa bóng vào lưới đội Hà Nội. Trong trận đấu mà tiền vệ sinh năm 1998 đã tiền đạo lùi và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Tiến Anh thì cũng chơi ổn định, ghi một bàn thắng. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 1999 này đã in dấu giày vào 3 bàn của thể công Viettel trong 3 trận đấu gần nhất, được đánh giá cao ở nền tảng thể lực và kỹ thuật cơ bản thì rất tốt. Hai trên hàng công là Văn Toàn, Tiến Linh, Tuấn Hải sẽ được lưu tâm. Dù là chưa bùng nổ, nhưng đây đều là những nhân tố giàu kinh nghiệm. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đánh giá trên cả quá trình, không chỉ nhìn vào một vài trận đấu đơn lẻ. Với huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam sẽ chuyển dịch cả về con người lẫn định hướng chơi bóng. Song không phải cứ thay đổi cầu thủ mới dẫn đến thay đổi lối chơi, mà vẫn có thể tìm được sự mới mẻ, khác biệt dựa trên những nhân tố cũ. Đơn cử như là thế hệ vàng của ông Park Hang-seo đã xuống phong độ nhưng vẫn đang ở độ tuổi đủ chín để có thể quay trở lại. Trong bối cảnh lứa kế cận chưa thực sự sẵn sàng sau một năm ngắn ngủi, gây tranh cãi giữa thời huấn luyện viên Chu Xie. Do vậy mà ông Kim Sang-sik sẽ cần phải có thời gian xào xáo bóng đá Việt Nam để có thể đãi cát tìm vàng, nhưng sẽ chỉ có thể thành công với điều kiện là các cầu thủ thực sự quyết tâm cùng ông Kim để hướng tới một cuộc cải tổ toàn diện. Văn Lâm lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Hàn Quốc. Chiến lược gia Kim Sang-sik dường như là chấm thêm được một số nhân tố để có thể bắt đầu cho triều đại của mình tại đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới đây đã bổ nhiệm huấn luyện viên Kim Sang-sik thay thế cho chiến lược gia Philippe Chaussé dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Ngay khi vừa tiếp quản, gây nóng thì nhà cầm quân Hàn Quốc và các cộng sự đã tích cực rong ruổi trên các sân cỏ của V-League 2023-2024 để đãi cát tìm vàng. Nhà cầm quân sinh năm 1976 mới đầy nhất đã đến sân Hàng Đẫy để dự khán trận đấu thi công Viettel tiếp câu lạc bộ Quy Nhơn Bình Định ở vòng 18 của V-League 2023-2024 tối ngày 13 tháng 5. Đây là trận đấu mà đội bóng quân đội hòa đội bóng đất võ một đều dù là phải chơi thiếu người trong hơn 80 phút do ngoại binh Gia Ha bị phạt thẻ đỏ. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Kim Sang-sik đã đích thân xuống sân để bắt tay, hỏi thăm các cầu thủ và đặc biệt là dành thời gian trò chuyện riêng với thủ môn Đặng Văn Lâm. Thủ môn mang hai dòng máu Việt và Nga từng sắm vai trò là trụ cột ở tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Tuy nhiên do dính chấn thương nên anh thời gian qua, Lâm Tây đã phải lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia. Tình trạng của Văn Lâm hiện tại thì đã ổn. Anh được giao chấn giữ khung thành khi đối đầu với thầy công Viettel. Vì thế mà việc tân huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp riêng dường như ông đã chấm anh để có thể bắt đầu cho chiều đại của mình tại tuyển Việt Nam. Nếu như được nhà cầm quân Hàn Quốc triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với Nguyễn Philip trong đợt hội quân vào tháng 6 tới đây. Ngoài Văn Lâm thì ông Kim Sang-sik cũng sẽ gặp riêng hai cầu thủ khác của câu lạc bộ Bình Định là tiền vệ Cao Văn Triển và trung vệ Trần Đình Trọng. Bộ đôi này cũng có thể được triệu tập lên tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới. Ông thầy người Hàn Quốc trước đó dường như cũng đã chấm được bộ đôi tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn. Ngoài ra ông còn được huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Nam Định tiến cử Tô Văn Vũ, Trần Văn Đạt và Trần Văn Công cho tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm mới đây cũng đã tiến cử một loạt cầu thủ Hải Phòng FC cho thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo như kế hoạch, đội tuyển Việt Nam do huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt sẽ hội quân vào ngày 1 tháng 6 tới đây để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Philippines và Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik học gì thầy Park và ông Chu Xie? Huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ sẽ pha trộn lối chơi với phương án dùng người từ hai cựu thuyền trưởng Park Hang-seo, Chu Xie cho tuyển Việt Nam nhằm hướng đến chiến thắng. Những bài học từ người đi trước. Sau 5 năm gắn bó cùng đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam và mang về những chiến tích lịch sử cho bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo nói lời chia tay vào tháng 1 năm 2023 khi kết thúc hợp đồng với VFF. Quyết định dừng lại này được coi như là hợp lý cho cả đôi bên bởi vì ông Park Hang-seo cũng đến giới hạn cao nhất và tuyển Việt Nam thì cần một làn gió mới nhằm có thể vươn tầm. Giới hạn của chiến lược gia người Hàn Quốc khi đó nằm ở lối chơi rình rập và thiên về phòng ngự, rào cản khiến cho bóng đá Việt Nam khó vươn xa hơn. Bên cạnh việc ông Park Hang-seo ít tạo ra sự đột biến lớn về mặt nhân sự, khiến dễ bắt bại, mà thất bại trong hai kỳ AFF Cup trước Thái Lan là một ví dụ. Kết thúc triều đại của ông Park Hang-seo thì ông Chu Xie tiếp quản ghế nóng với mục tiêu cao đó là hướng đến World Cup trong sự kỳ vọng của người hâm mộ. Giới chuyên môn, điều này buộc vị chiến lược gia người Pháp cần phải tiến hành một cuộc cách mạng về lối chơi và cả mặt nhân sự. Phương pháp hay là cách làm được ông Chu Xie đưa ra là không hề sai, chỉ có điều là hơi vội vã cùng lúc bóng đá Việt Nam thì chưa đáp ứng được những đòi hỏi mà nhà cầm quân người Pháp mong muốn, dẫn tới thất bại ê chề và buộc phải nói lời chia tay từ rất sớm. Ông Kim Sang-sik sẽ pha trộn như thế nào? Tuyển Việt Nam muốn vươn tầm thì không thể tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự rình rập như dưới thời ông Park Hang-seo. Nhưng nghịch lý ở chỗ là với những gì đang có lại khó mà đá tấn công. Thất bại của Chu Xie như là minh chứng. Và đây lại là thách thức lớn đối với ông Kim Sang-sik khi mà phải tìm lại niềm vui chiến thắng cùng lúc xây dựng cho tuyển Việt Nam lối chơi phù hợp nhằm có thể tiếp tục kế hoạch nâng tầm tạo đà cho các mục tiêu cao trong tương lai. Khó hơn, ngay khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải cầm quân ra trận ngay thay vì có nhiều thời gian huấn luyện hoặc trải qua vài cữ dợt trong những người tiền nhiệm. Tuyển Việt Nam cần phải chấm dứt chuỗi bất bại, tìm lại niềm tin chiến thắng trên đòi hỏi ông Kim Sang-sik. Bên cạnh việc nghiên cứu kỹ đối thủ, chọn quân cần phải biết rút tỉa điểm mạnh, yếu từ hai người tiền nhiệm, không có thể tạo ra cho đội nhà một bộ mặt khác biệt hơn. Một đội tuyển Việt Nam hiệu quả trong phòng ngự như thời của ông Park, xây dựng lối chơi tấn công kiểm soát bóng chất lượng hơn so với khi chiến lược gia người Pháp nắm quyền là điều mà huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải làm được trong thời gian tới đây. Nghe thì có vẻ dễ, nhưng làm chẳng đơn giản. Vẫn hy vọng ông Kim Sang-sik sẽ có thể tạo ra được món cocktail đặc sắc cho đội tuyển Việt Nam với chất liệu từ các huấn luyện viên Park Hang-seo và Chu Xie.